Đi ăn takoyaki và lần đầu tiên được xem lễ hội ở bên Nhật. Phải nói là nhảy quá, cháy quá sung luôn. Thật sự là tình cờ thôi, chiều hôm đó mình đang trên đường đi kiếm đồ ăn thì tự nhiên thấy người ta tụ tụ đông quá chừng đông. Mà giờ phải tạm gác qua để đi ăn trước cái đã. Chỗ quán này mình đi ngang qua nhiều lần lắm rồi nhưng mà chưa có dịp thử. Ở đây là chuyên món takoyaki nè. Mình gọi phần nhỏ chỉ có 4 viên thôi, thêm trứng với lại phô mai nữa cho nó béo. Chàng ơi, nhìn em nó bồng bềnh, nó có thua gì cái độ bồng bềnh của mình đâu. Vừa cắn vô một miếng thôi là mình sướng rơn rồi. Đúng cái tụ mà mình yêu thích, béo đó. Bởi vậy chừng có phô mai rồi có trứng nữa không béo sao được. Mà takoyaki ở chỗ này mình thấy người ta làm nó mềm mềm. Kể cả cái lớp vỏ với cái lớp nhân cũng mềm luôn chứ không có phải là giòn giòn bên ngoài. Người ta vừa làm nóng hổi luôn là đem ra ăn ngon, giả mang là ngon. Nhất là có phô mai nó mặn mặn thơm thơm nữa. Vị của cái loại bánh này ở đây nó hơi mặn mặn và có vị ngọt ngọt nhẹ. Cực kỳ vừa ăn luôn nha. Mùi thơm thì cực kỳ đặc trưng của cái món này rồi. Mình ăn mà mình ghiền luôn á. Có điều là cái viên takoyaki này khá là to, cho nên một người ăn chừng 4 viên là no nắp rồi. Còn nếu mà không no thì mình nghĩ sẽ bắt đầu ngán ngán đó. Mà chắc tại vì mình chọn cái lớp phủ phô mai với trứng cho nên nó bị dễ ngấy. Chứ ở đây có tới mấy vị lận. Từ từ quẩn quẩn mình sẽ thử hết các vị kia sau. Còn bây giờ thì cùng mình đi coi lễ hội thôi. Chàng ơi, ta nói nguyên một đoạn đường rần rần luôn á. Lễ hội này cũng là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của vùng Hokkaido, có tên là Yosakoi Soran. Cái bữa mà mình quay là trước cái ngày chính thức của lễ hội diễn ra, nên là chỉ có mới mấy đội múa sương sương thôi. Nhưng mà nhìn cũng ghiền quá ha. Quá chừng phục trang đẹp mắt luôn, nhạc thì rần rần vậy đó. Mỗi đội múa như vậy đông người lắm cho nên hoành tráng cực kỳ. Bây giờ nghe nhạc nha. Mình là mình khoái nhất cái đoạn mà múa cờ á. Cái cờ to giả mang luôn mà người ta múa quá là điêu luyện. Phải đứng hòa mình trong cái không khí đó mới cảm nhận được cái độ cháy. Mình không có quay được trọn vẹn nguyên bài múa, chỉ có quay mỗi nhóm chút chút vậy thôi cho mọi người xem. Ai mà có dịp đi Hokkaido du lịch thì canh đầu tháng 6 nha. Các bạn cứ theo dõi mình đi rồi từ từ mình quay thêm mấy lễ hội khác nha.